nhiều não cấp. Vâng, xin mời bác sĩ Hồ Tấp Tĩnh ạ. Dạ, thưa thầy, thưa các anh chị đồng nghiệp, hôm nay được sự phân công của bộ môn cũng như là thầy Toàn, mình xin trình bày cái chuyên đề vai trò công cụ van trong dự báo tổn thương mạch máu lớn ở bệnh nhân nhồi máu não cấp. Về đại cương giải phẫu mạch máu não thì như chúng ta đã biết, não được cung cấp máu qua bốn động mạch chính, gồm hai động mạch cảnh tạo thành tuần hoàn trước và hai động mạch đốt sống tạo thành tuần hoàn sau của não. Mạch máu lớn trong não bao gồm tuần hoàn não trước gồm có động mạch cảnh trao, động mạch não giữa, động mạch não trước. Tuần hoàn sau của não gồm đoạn V4 của động mạch đốt sống, động mạch thân nền, động mạch não sau. Từ các nhánh lớn của tuần hoàn não trước và tuần hoàn não sau phân chia thành các nhánh nhỏ, nhỏ hơn, quanh co đi khắp não. Nếu một cục huyết khối làm tắc nghẽn dòng chảy của máu, của mạch máu não lớn trong một thời gian dài, nó có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng, vĩnh viễn hư hỏng chức năng. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn điều này bằng cách điều trị đủ sớm và can thiệp thích hợp, giảm nguy cơ thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong cho bệnh nhân. Thời gian vàng để tái thông mạch máu lớn là 6 đến 8 giờ. Thời gian là não. Nếu mà tổn thương, thời gian tổn thương não kéo dài, thời gian tắc mạch não kéo dài thì sẽ làm cho sự tổn thương não nhiều hơn. Túi máu não trong nhồi máu não cấp nhánh lớn bằng can thiệp nội mạch hiện nay thì có nhiều phương pháp, nhưng mà hiện nay thì có hai phương pháp đang được sử dụng rộng rãi, đó là tiêu sợi huyết động mạch hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Xác định tắc mạch máu lớn là rất là quan trọng, giúp tăng gấp đôi kết quả thuận lợi khi can thiệp lấy huyết khối đột quỵ. Việc trì hoãn thời gian điều trị đã được chứng minh là cản trở kết quả. Hiện nay, thang điểm đột quỵ của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, thang điểm Bathroom Index BI, thang điểm Rankin và thang điểm đột quỵ châu Á ISDS thì tất cả các thang điểm này khá nhiều chỉ số rất là phức tạp. Người đánh giá cần được đào tạo sâu về cách thăm khám các dấu hiệu thần kinh của bệnh nhân và cần phải tính điểm cộng trừ. Gần đây có thêm công cụ VAM VIN, tức là Vision Emphasis Vinegarlet. Đó là một công cụ sàng lọc về thị lực, mắt ngôn ngữ và lãng quên, là một quy trình đơn giản tại giường bệnh được phát triển để xác định bệnh nhân có đột quỵ do tắc mạch máu lớn não hay không. Công cụ VAM dễ sử dụng hơn các công cụ khác, ngay cả điều dưỡng cũng có thể thực hiện được, tiến hành đánh giá ngay tại những y tế cơ sở nơi mà đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân nhồi máu não. Nếu công cụ VAM dương tính thì gần như chắc chắn là có tổn thương mạch máu lớn, từ đó có chỉ định chuyển tuyến đến những nơi có kỹ thuật can thiệp nội mạch để bắt kịp thời gian vàng nhằm tăng cao hiệu quả điều trị. Thì hiện nay có một số công cụ đánh giá đột quỵ hiện có như GIS, CBS, công cụ FAST, LIM, LED, RAS và công cụ thang điểm đột quỵ của Viện Quốc gia Hoa Kỳ NISS. Và hiện nay thì có thêm công cụ VAM chúng ta đang nghiên cứu và báo cáo. Thì các thang điểm này khác nhau này đánh giá điều gì? Thì hầu hết các thang điểm này đều đánh giá các chức năng vận động của vật, các chức năng vận động. Ở thì đỉnh đánh giá cảm giác cơ và da thì được sử dụng bởi công cụ VAM, công cụ RISER, công cụ FAST. Thì chấm đánh giá thị giác và hình ảnh và sự nhận thức thì được sử dụng bởi công cụ VAM, LED, RISER, vùng Winnex, hiểu ngôn ngữ và lời nói thì được sử dụng bởi công cụ VAM, CPS, LED và RISER. Vùng vỏ não điều khiển chuyển động của mắt và định hướng thì được sử dụng bởi công cụ VAM, GIS, CPS, FAST, LED và RISER. Vùng Broca kiểm soát lời nói thì được sử dụng bởi công cụ VAM, FAST, RAS, LED và CBS. Thì nhìn chung thì công cụ VAM được khảo sát tất cả các vùng của não và được đánh giá nó toàn diện hơn. Thì công cụ VAM là gì và cách thực hiện công cụ VAM như thế nào? Công cụ VAM đó là viết tắt của các từ Vision, Aphasia và Neglect, tức là một cái công cụ sản phẩm về vấn đề tắc mạch máu lớn của não thì được tiến hành
qua các bước. Bước đầu tiên là tiến hành đánh giá mức độ yếu vận động. Bệnh nhân được yêu cầu nâng cả hai tay lên và giữ Đẹp. chúng trong giữ trong 10 giây. Rồi. Tới chuyên Nếu bệnh bàn. nhân có yếu nặng hoặc yếu Chuyên nhẹ bàn. thì gọi là van Chuyên dương bàn tính. đến chuyên bàn. Nếu mà Bàn không là có gì yếu, nhé? không có liệt thì Chuyên bàn van đi tới. âm tính, và chúng ta kết thúc Chuyên bàn đi. quá trình đánh giá. Đây là một bước ban đầu Bàn rất là này là nó quan tôi trọng. khắc đi nó chảy rồi. Nếu mà van dương tính thì chúng ta tiếp tục vào các bước đánh giá tiếp theo, đánh giá về thị lực, vision, viết tắt bằng chữ V, rồi đánh giá về ngôn ngữ, alpha, và viết tắt bằng chữ A, và bước tiếp theo là đánh giá về sự lãng quên, neglect, viết tắt bằng chữ N. Thì để mà rõ hơn thì xin mời các anh chị xem cái video để mà có cái hiểu rõ hơn về cái công cụ van này. Hello and welcome to VAN training. What we're going to do today is just go over a basic VAN exam. You'll also have the PowerPoint going through the different steps. So step one in the VAN is you basically just ask a person to hold up both arms like this with palms up for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3. So that's the number one thing. And that is the essence. If they have no weakness, there's no drift at all, there's no weakness where it comes all the way down, or if they're not flaccid, then you don't have to finish the rest of the exam. They're VAN negative. If they do have any weakness, whether it's a slight weakness, full weakness, or they completely come down, then you test vision. So what we do is we test four quadrants. Please look at my nose. How many fingers do you see? How about now? How about now? How about now? And that's testing the four visual fields. You see, you have them look at your nose and you basically test the four different areas. Right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant. And then you just have them look over, make sure their eyes are even. You're looking for uneven eyes. Okay. Do you have any double vision? Okay. And then the next thing, so that's vision. The next thing you test for aphasia. Aphasia is three different things. Naming, what's this? What's this? That's two objects, and then repeat after me. Today is a sunny day. And then after that, you have them follow two commands. Close your eyes, open, make a fist, open, and you're done with the aphasia part. If they're positive in the aphasia, they either can't name objects, or they can't repeat, or they can't follow commands, then they're positive for aphasia. And the last thing is neglect. For neglect, you just look at them. You make sure that their eyes aren't forced all the way to the right or left. If they have forced gaze, look at my eyes. Their eyes are forced all the way over like this. And they're not looking towards the right. Yeah, I'm looking at you. And they're looking towards the left or vice. Yeah, I'm fine. I'm fine. There's nothing wrong. My eyes are all the way over. So you make sure. And then the other test is you close your eyes. Tell me which side am I touching? Which side? Which side? If they have neglect, they'll tell you only right or only left when you're touching lower. So you do right, left, and lower. And that is the entire VAN exam. Please feel free to contact us if you have any questions. How you score the exam, if they're positive with anything in the vision, aphasia, or neglect, plus weakness, they're VAN positive. If they have no weakness, they're VAN negative. If they have weakness, but the vision is normal, the aphasia is normal, and the neglect exams are normal, they're also VAN negative. Thank you so much, and we look forward to identifying massive strokes early in the field. Và tiếp theo, thì hiện nay là công cụ van là một công cụ mới. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu về cái công cụ này. Thì đa phần là chúng ta dựa vào những cái công trình nghiên cứu ở nước ngoài và theo tổng hợp của một số công trình nghiên cứu giữa công cụ so sánh công cụ van và một số công cụ khác trong cái dự báo tắc mạch máu não lớn. Thì có công trình của Thales và các cộng sự nghiên cứu năm 2017 thì nhận thấy rằng công cụ van có dự báo dương tính là chiếm 78%, cao hơn so với công cụ khác rất nhiều, như công cụ RAS, công cụ FAST, công cụ CBS về độ nhạy
công cụ VAN là 100%, cao hơn so với những công cụ khác như công cụ RAS, công cụ FAST, công cụ CBS, vì đặc hiệu, độ đặc hiệu cũng công cụ VAN cũng cao hơn là 96% và độ chính xác là 96,7% trong tổng số 303 bệnh nhân phân tích. Tổng hợp lại thì trong cái 303 bệnh nhân đột quỵ đã được phân tích thì có 36 bệnh nhân tắc mạch máu lớn đã được kiểm chứng qua cái CT mạch máu, thì lần lượt là công cụ RAS có độ chính xác là 89,4%, công cụ FAST có độ chính xác là 92,4%, công cụ CBS có độ chính xác là 90,4%, công cụ VAN có độ chính xác là 96,7%, là cao hơn những công cụ khác. VAN có so với công cụ khác thì có độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác là vượt trội. Thì một cái công trình nghiên cứu khác của Silex năm 2016 thì nhận thấy rằng công cụ VAN có độ có dự báo dương tính là 74% so với công cụ khác như công cụ RAS thì có độ có dự báo dương tính là 42%, LED có dự báo dương tính là 60%. Thì nhìn chung là VAN có dự báo dương tính cũng cao hơn các công cụ khác. Độ nhạy của công cụ VAN là dự báo là 100%, cũng cao hơn những công cụ khác. Độ đặc hiệu là 90%, cũng cao hơn các công cụ khác. Một cái công trình khác của Taylor và các cộng sự nghiên cứu vào năm 2017 ở 62 bệnh nhân đột quỵ cấp tính được đánh giá VAN và đánh giá bằng thang điểm đột quỵ NISS với cái điểm chỉ số là lớn hơn bằng 6 và được kiểm chứng bởi chụp CT mạch máu, thì đánh giá là 162 bệnh nhân tắc mạch máu lớn thì có kết quả là kết quả đánh giá VAN dương tính là 19 trường hợp, trong đó là có 14 trường hợp là có tắc mạch máu lớn, có 5 trường hợp VAN dương nhưng mà không có tắc mạch máu lớn, có 43 trường hợp là VAN âm và kiểm chứng bằng CT thì không có tắc mạch máu lớn. Trong đó cái công cụ NISS thì có 24 trường hợp là có thang điểm lớn hơn bằng 6, thì có 14 trường hợp là có tắc mạch máu lớn, có 38 trường hợp thang điểm dưới 6 thì không có tắc mạch máu lớn. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là giá trị dự báo dương tính của VAN là 74% và có độ nhạy là 100%. Giá trị dự báo dương tính của công cụ NIS là 58% và độ nhạy là 100%. Giá trị dự báo âm tính của công cụ VAN là 100%, có độ đặc hiệu là 90%. Giá trị dự báo âm tính của công cụ NIS là 100%, có độ đặc hiệu là 79% và độ chính xác của công cụ VAN là 92% so với 84% của công cụ NISS. Một công trình nghiên cứu của Navacast thì có kết quả so sánh giữa công cụ VAN và công cụ NISS thì có sự tương quan giữa độ nhạy và độ đặc hiệu. Độ nhạy của công cụ VAN là 79% so với 80% so với công cụ là NISS với chỉ số là lớn hơn bằng 6. Giá trị dự đoán âm tính của VAN là 88% so với 87% của công cụ NISS. Nó vượt trội về độ đặc hiệu là công cụ VAN là 69% so với 57%. Giá trị dự đoán dương tính của VAN là 53% so với 46% của công cụ NISS. Một công trình khác của Van Ladin
Thì nghiên cứu với 617 trường hợp bệnh nhân thì được xem xét, thì có 159 trường hợp là dương tính với van, trong đó là có 233 trường hợp có NASS lớn hơn bằng 16, lớn hơn bằng 6. Thì qua chụp các lớp vi tính thì có 64 bệnh nhân là có tắc mạch máu lớn, thì điểm van có độ nhạy là 61%, độ đặc hiệu là 76,8%, dự đoán tắc mạch máu lớn, trong khi giá trị dự đoán của NASS có số điểm là lớn hơn bằng 6, có độ nhạy là 71%, 71,7% và độ đặc hiệu là 63,6%. Từ những công trình nghiên cứu đó, chúng ta thấy rằng công cụ sàng lọc van VNI đã được xác nhận và được xác định tắc mạch máu lớn có độ chính xác cao hơn bất kỳ công cụ sàng lọc nào khác và vượt trội hơn so với công cụ NASS về ngưỡng nghiêm trọng lớn hơn bằng 6. Tuy nhiên thì chúng ta cần có một nghiên cứu lớn hơn và đa trung tâm để xác nhận được công cụ sàng lọc này và so sánh với những công cụ khác. Dạ, sau đó em xin hết bản trình bày. Xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp và cảm ơn thầy đã chú ý. Xin cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Hồ Tấm Tĩnh. Chúng ta thấy có cái bài trình bày này, chúng ta thấy vai trò của cái công cụ van, tức là thang điểm van đó, nó rất quan trọng trong việc đánh giá bệnh nhân tắc mạch máu lớn. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy rằng là trên bài báo cáo của bác sĩ Ý Tính thì cũng có trình bày cái cơ chế vì sao các triệu chứng lâm sàng đó đóng vai trò quan trọng trong dự báo tắc mạch lớn. Đó, nó liên quan tới các cái vùng chức năng, với chúng ta biết rằng là đa số chúng ta biết là mạch máu động mạch não giữa nó chi phối cho gần như toàn bộ của bán cầu não, thì trong đó có ba cái vùng chính, đó là một, đó cái vùng quay mặt đầu ở thùy trán, hai là vùng ngôn ngữ Broca, và ba là cái vùng gọi là cái nhận biết sơ đồ cơ thể. Thì chính vì vậy mà nếu tắc ở mạch lớn thì sẽ bị ba cái vùng này, nó đại diện cho phía trước, giữa và phía sau, và tất nhiên đó là kèm theo nữa là bệnh nhân có liệt nửa người, tức là bị tổn thương vùng vỏ não nguyên phát. Nên như trên hình chức năng thì các anh chị có thể thấy rằng được gì, là gần như là cái thang điểm van mặc dù có ba triệu chứng chính kèm theo liệt, nhưng đại diện luôn cho cái tổn thương nguyên cả cái vùng vỏ não chi phối bởi động mạch não giữa. Và điều đó cho thấy là bệnh nhân nếu có các triệu chứng này dương tính, nghĩa là bệnh nhân đã bị tắc hoàn toàn cái nhánh lớn của động mạch não giữa, và như vậy chúng ta có thể nghĩ đến đây là tắc mạch lớn, và do đó có thể đặt ra vấn đề điều trị. Và vấn đề thì tất nhiên hiện tại cũng có khá nhiều cái thang điểm cũng giúp dự đoán, cũng giúp dự đoán và dự báo cái là tắc mạch lớn. Tuy nhiên là theo các nghiên cứu thì cho đến bây giờ thang điểm van vẫn là có cái độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất và cũng tương đối đơn giản nhất để đánh giá, tức là dựa vào một đó là liệt nửa người, cộng thêm đó là gọi là cái ảnh hưởng tới thị trường, hai nữa là bệnh nhân cái mất nhận biết sơ đồ cơ thể, và ba nữa là bệnh nhân bị thất vận ngôn Broca. Các anh chị nhớ là thất vận ngôn Broca nghe, chứ không phải là thất vận ngôn Wernicke, bởi vì Broca và Wernicke hoàn toàn khác nhau. Và chắc là có lẽ là sau cái bài trình bày thứ hai thì chúng tôi sẽ điểm lại cho các anh chị để các anh chị hiểu hơn về vấn đề này. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời bài báo cáo thứ hai của bác sĩ Hào về sa sút trí tuệ sau đột quỵ. Đây là một cái vấn đề mà hiện nay vẫn chưa được quan tâm nhiều, tuy nhiên đây là một cái biến chứng mà chúng ta thường bỏ quên, gây ra nhiều cái hệ lụy cho bệnh nhân, đặc biệt là giảm chức năng sống bệnh nhân và giảm khả năng hòa nhập cộng đồng của bệnh nhân sau đột quỵ, và gián tiếp gây nên gia tăng tình trạng gọi là morbidity và mortality, tức là tự xuất và bệnh xuất cho bệnh nhân đột quỵ. Vâng, xin mời bác sĩ Lê Văn Hào.
À, được chứ, mời bác sĩ Hao trình bày. Trong khi chờ đợi thì có anh chị nào muốn có câu hỏi tham luận gì về cái đề tài thứ nhất không ạ? Là alo, rồi bác sĩ Hào đó rồi ạ. Chắc có slide không trình bày gì cả, nghe gì luôn. Ờ rồi, à, bác sĩ Hào nói đi, sống ngay cả vậy. Tắt mất rồi. Rồi mở mở mất ra nào ơi.
Dạ, tức là cái mic về tính cái cám là anh bật rồi. Vậy thì dạ dạ em thấy rồi. Dạ em thấy được cái màn hình nhưng vấn đề anh nói đây. Dạ không nghe em nói đây. Anh Hào vậy thì như anh Hào á, tức là tắt tắt cái Google Meet đi đi. Không anh Hào bố lại xem thử tại vì nhiều khi bị lỗi á. Dạ dạ.
quay ngọn. À. Bật camera lên quay. Được chưa? Dạ, dạ thầy. Ờ, được rồi dạ. Dạ, dạ thầy, dạ, thầy thông cảm, dạ, dạ. Rồi, bật con. Bật xuống đi con. Để con cầm bó thái. Sau đây em trình bày việc sao xúc trí tuệ sao đột quỵ não. Đại cương. Alo, Hao ơi. Alo. Dạ. Alo. Dạ, dạ. Hao, dạ. Trên điện thoại di động của Hao có phần mềm Google Meet không? Dạ có thầy. Dạ. Đó. Vậy thì vào cái đó đi. Vào cái đó. Dạ, đón tay điện thoại rồi. Dạ em đón tay điện thoại đấy thầy. Dạ em đón đi điện thoại. Nhưng mà đâu có thấy gì đâu. Dạ. Không, em đừng vì trên điện thoại là à đúng rồi trên điện thoại nhé em này tức là thế này anh Hào ơi tức là dùng dạ. Điện thoại dùng điện thoại để nói thôi còn dạ. Là phần trình chiếu trên máy dạ. Tính à, dạ, 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 dạ. Dạ. Dạ thấy cái từ lấy cho thầy. Thấy rồi anh Hào. Nên có này cái này. Giữ đây. Anh tắt cái mic cho tắt một cái mic đi cho nó. Quạt lại luôn anh. Bỏ vào thở thôi, bỏ thở. Chưa được không? Chị vẫn còn với lại Cương. Dạ thầy. Từ chưa. Chị có. Từ. Chị có. Cái này nó vẫn. Đây, rồi ok. Đạp lại với mình. Cũng bà đạp lại vậy. Mình nói thầy. Sao có tự nhiên. Âu. Thôi được đâu con, được đâu. Giờ bà nói được chưa con? Nhưng mà bà nhìn hai nó vẫn chưa chạy kịp nhé. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội, tuổi thọ của con người ngày càng được nâng cao. Còn lớn tuổi, con người còn đối diện với các bệnh tim mạch, đái đường, bệnh thận mạn. Đột quỵ não là một bệnh gây tử vong và tàn tật rất hay gặp ở người già và vấn đề thời sự của y học. Sa sút trí tuệ sau đột quỵ não là một dạng sa sút trí tuệ do căn nguyên mạch máu là nguyên nhân thứ hai sau bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, ở châu Á và một số nước đang phát triển, sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu là nguyên nhân hàng đầu, chiếm từ 10 đến 50%. Ở nước ta, sa sút trí tuệ chưa được quan tâm đúng. Việc quan tâm quan niệm của đa số người cho rằng sa sút trí tuệ là bệnh của người già và bệnh không chữa được. Việc điều trị phục hồi chức năng vận động thường được quan tâm, còn điều trị phục hồi chức năng trí tuệ thường bị bỏ qua. Ngày nay chất lượng cuộc sống được quan tâm nhiều. Việc điều trị phục hồi chức năng sau đột quỵ não đã trở thành mục tiêu quan trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của cho bệnh nhân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, tiết kiệm ngân sách. Khái niệm đột quỵ não. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đột quỵ não là một hội chứng lâm sàng được đặc trưng bởi sự khởi phát đột ngột của các triệu chứng biểu hiện của tổn thương não, thường là khu trú, tồn tại trên 24 giờ hoặc bệnh nhân tử vong trước 24 giờ. Những triệu chứng thần kinh khu trú phù hợp với vùng não do động mạch não bị tổn thương, phân bố loại trừ nguyên nhân chấn thương. Đột quỵ nhồi máu não, các cục huyết khối gây tắc hoặc hiệp đóng kẽ mạch máu não, các cục huyết khối này có thể được hình thành từ tim, từ thành mạch bị sơ vữa. Khi mạch máu bị tắc, phần mô não do mạch máu này chi phối thiếu oxy và chết trong 3 phút. Hậu quả của phần cơ thể này do vùng não này chi phối sẽ không thể hoạt động chức năng được. Đột quỵ xuất huyết não, mạch máu não bị vỡ gây chảy máu trong nhu mô não. Khái niệm sa sút trí tuệ.
Sa số trí tuệ là một hội chứng đặc trưng bởi sự suy giảm chức năng nhận thức. Sa số trí tuệ được định nghĩa suy giảm trí nhớ ngắn hạn hay dài hạn cộng thêm mất ngôn ngữ, vận ngôn, định danh lập lệ, mất thực dụng, không thực hiện được động tác theo yêu cầu mặc dù có thể làm tự phát, mất nhận thức, rối loạn nhận biết và ý thức xung quanh, rối loạn về chức năng thi hành, khả năng trừu tượng và đánh giá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 1979 cứ 100.000 dân thì có khoảng 127 đến 746 bệnh nhân đột quỵ não. Hàng năm ở châu Âu có khoảng 1 triệu bệnh nhân vì trị đột quỵ não. Ở Hoa Kỳ tỷ lệ đột quỵ não là 794 trên 100.000 dân. Ở châu Á tỷ lệ mắc bệnh trung bình hàng năm ở các nước có sự khác biệt không? Cao nhất là Nhật Bản 340 trên 532 trên 100.000 dân, Trung Quốc là 219 trên 100.000 dân. Ở Việt Nam theo Nguyễn Văn Đang và cộng sự năm 1995 qua mẫu nghiên điều tra 936.441 người thấy tỷ lệ hiện mắc khoảng là 75,14% trên 100.000 dân, tỷ lệ mơ mắc là 53,2% trên 100.000 dân. Theo Hoàng Khánh và Huỳnh Văn Minh và cộng sự năm 1994 tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ não là 288 trên 100.000 dân. Tăng lên nó rồi theo tuổi tầng suốt năm cũng có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây từ 8,87 đến 47,67%. Theo một số đề tài nghiên cứu trong nước liên quan đến sa sút trí tuệ sau đột quỵ não, năm 2022, Lâm Tỷ Trung nghiên cứu trên 43 bệnh nhân bị đột quỵ não tại bệnh viện Trung ương Huế, có 28 bệnh nhân bị sa sút trí tuệ chiếm 59,77%, trong đó mức độ nặng là chiếm khoảng 29,79%. Năm 2006, Nguyễn Nhật Tiến và cộng sự nghiên cứu trên 113 bệnh nhân thấy sa sút trí tuệ sau đột quỵ là 40,4%. Theo nghiên cứu của tác giả Trần Vinh Dân thì tần suất là 51,5%. Theo Nguyễn Thanh Văn và cộng sự năm 2009 tỷ lệ sa sút trí tuệ sau đột quỵ não là 44,2%. Nguyễn Văn Quý năm 2010 nghiên cứu trên 85 bệnh nhân đột quỵ cấp có 57,65% bị sa sút trí tuệ theo thang điểm Mohs và 38,8% theo thang điểm MMS. Lê Thanh Viễn năm 2003 nghiên cứu trên 98 bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn bất cấp bằng thang điểm Mohs thấy có 61,2% có sa sút trí tuệ. Các yếu tố nguy cơ gây sa sút trí tuệ mạch máu gồm có là đái đường, tăng huyết áp, tuổi, yếu tố nguy cơ mạch máu, rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, qua bệnh mạch vành rung nhĩ, bệnh nhân hút thuốc lá, sinh bệnh hạt. Thì các cái bất thường cái mạch máu gồm có là sơ vỡ động mạch, bệnh mạch máu nhỏ, bệnh mạch máu dẫn bột, viêm mạch, dẫn đến các sân thương do mạch máu, nhồi máu động mạch, các nhồi máu ủ khuyết, xuất huyết não và các sân thương chất tráng, hậu quả là mất các tế bào thần kinh dẫn đến teo não, sa sút trí tuệ do nhồi máu đã ổ, sa sút trí tuệ do nhồi máu vùng chiến lược và bệnh mạch, bệnh não dưới vỏ mạch máu. Cơ chế sa sút trí tuệ, các yếu tố nguy cơ, tuổi, yếu tố nguy cơ mạch máu, tăng huyết áp, đái đường dẫn đến tổn thương mạch máu não, sơ vỡ động mạch lớn, bệnh mạch máu nhỏ giảm lưu lượng máu não, dẫn đến các bệnh lý mạch máu não là nhồi máu động mạch lớn, nhồi máu động mạch nhỏ, xuất huyết não, tổn thương chất tráng do giảm tưới máu. Tiếp theo các yếu tố nguy cơ, những yếu tố nguy cơ như mạch máu tăng huyết áp, đái đường gây tổn thương mạch máu não, sơ vỡ động mạch lớn, bệnh mạch máu nhỏ giảm lưu lượng não dẫn đến các bệnh lý mạch máu não, thì kết cục chung của nó là tổn thương cấu trúc vỏ và cấu trúc dưới vỏ gây mất tế bào thần kinh và liên kết giữa các tế bào, giảm dẫn truyền cholinergic, tổn thương các neuron cholinergic dưới vỏ, hậu quả là suy giảm chức năng nhận thức và sa sút trí tuệ. Chẩn đoán sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn của Hội Tâm Thần Hoa Kỳ năm 2013. Thứ nhất là có bằng chứng suy giảm nhận thức đáng kể ở ít nhất 200 các lĩnh vực nhận thức, sự tập trung, chú ý, chức năng điều hành, học tập, trí nhớ, chức năng ngôn ngữ, thị giác không gian và nhận thức xã hội dựa trên các mối quan tâm cá nhân, những thông tin hiểu biết, hay có suy giảm đáng kể chức năng nhận thức trên lâm sàng và suy giảm đáng kể biểu hiện nhận thức được xác định theo tiêu chuẩn các test thần kinh, tâm thần, hoặc nếu có thì dựa trên đánh giá lâm sàng có chất lượng khác. Vậy suy giảm nhận thức làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày, cần sự hỗ trợ tối thiểu ở các hoạt động sống phức tạp như trả hóa đơn, dùng thuốc điều trị. C. Bệnh nhân không bị mê sảng lú lẫn cấp, đây là suy giảm chức năng không phải do nguyên nhân tâm thần khác, ví dụ như trầm cảm hay tâm thần phân liệt. Dựa vào chẩn đoán sa sút trí tuệ thì
dựa vào các cái thang điểm mà lâm sàng thường dùng, nhất là thang điểm mini đọt, thang điểm MMS, thang điểm MoCA và thang điểm IADS. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán theo Nissan ấy, thì ASEAN có chẩn đoán rối loạn thần kinh nhận thức mạch máu khi có rối loạn tâm thần nhận thức, giảm trí nhớ, suy giảm thêm ít nhất một trong chức năng nhận thức khác đủ để ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày, không do khiếm khuyết yếu liệt gây ra, hay là bệnh lý mạch máu não, giáo thần kinh khu trú và có bằng chứng hình ảnh hạt đột quỵ tương ứng, và là có mối quan hệ hai rối loạn trên, thao phát rối loạn thần kinh nhận thức trong vòng, giảm chức năng đột ngột và tiến triển từng bước. Thì dựa vào cái để chẩn đoán cái sa sút trí tuệ sa đột quỵ thì có những cái mình lâm sàng thì dựa vào định nghĩa đột quỵ não của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ hai là cận lâm sàng là chụp CT scan sọ não hoặc MRI và các test chẩn đoán sa sút trí tuệ là gồm các cái test là MoCA, MMS, Minicord. Mình chẳng muốn phân biệt với một số cái rối loạn giả rối loạn thần kinh nhận thức, nhất là biểu hiện lâm sàng giống như một trạng thái sa sút trí tuệ mô tả trên, nhưng có nguyên nhân có thể điều trị được như u thị trán, máu tụ dưới mạng cứng mạng tính, các bệnh não do nhiễm độc chuyển hóa, phân biệt dựa trên các hình ảnh chụp các lớp vi tính sọ não hoặc MRI sọ não. Chẩn đoán phân biệt một số loại bệnh Alzheimer, trầm cảm, sẵn và giảm trí nhớ bình thường khác do tuổi. Về vấn đề điều trị thì thứ nhất là có các cái phương pháp, thứ nhất là kiểm soát các yếu tố nguy cơ mạch máu, thứ hai là điều trị các triệu chứng giảm nhận thức, thứ ba là điều trị dự phòng, điều trị các yếu tố nguy cơ mạch máu, điều trị thuốc donepezil có hiệu quả trong việc cải thiện chức năng nhận thức do bệnh mạch cho bệnh nhân sa sút trí tuệ mạch máu, sử dụng glutamate có hiệu quả trên bệnh nhân sa sút trí tuệ hỗn hợp Alzheimer. Lợi ích của Givantimig và Megantic chưa được xác định trong sa sút trí tuệ. Lợi ích của Givantimig và Megantic chưa được xác định trong sa sút trí tuệ VAD. Tiền nhóm thuốc hỗ trợ lây tuần hoàn não như Vimocetin, Piracetam, Cerere, Praslen. Và các can thiệp nhận thức, tập luyện nhận thức, phục hồi nhận thức, kích thích nhận thức và tăng cường hoạt động trị liệu. À, em xin chân thành cảm ơn ạ. Không sống không nãy giờ không nghe được đó. Vâng, xin cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Hào về cái sa sút trí tuệ. Thì chúng ta thấy đó, cái vấn đề sa sút trí tuệ là một vấn đề khá lớn, là một cái biến chứng mà thường gặp ha. Sao đột quỵ. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn còn bỏ ngỏ, và chúng ta thật ra trước đấy chúng ta biết rằng là cái khi nói tới sao đột quỵ thì đa số người ta nghĩ rằng đấy là bệnh lý của tâm thần chứ không phải thần kinh, nhưng thật ra bây giờ bệnh này là của nội khoa. Chúng ta thấy tài phòng khám bây giờ bệnh nhân tự chúng ta than phiền về quên rồi rối loạn trí nhớ rất là nhiều, và đó chính là cái dấu hiệu sớm đầu tiên của sa sút trí tuệ mà chúng ta không nên chủ quan bỏ qua. Bởi vì khi tiến triển thành sa sút trí tuệ nặng rồi thì gần như cả cái điều trị chúng ta nó không hiệu quả nữa. Do đó vấn đề phát hiện sớm và điều trị sớm rất quan trọng, và đặc biệt nữa là ở những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính, ví dụ tăng huyết áp, tiểu đường, đột quỵ. Bởi vì chúng ta biết trong cái sa sút trí tuệ nó có hai nhóm nguyên nhân: một, sa sút trí tuệ do bệnh lý Alzheimer, và hai là sa sút trí tuệ do mạch máu, và ba là sa sút trí tuệ do các cái bệnh não hiếm gặp khác. Nhưng trong đó thì hai nhóm chính đó là Alzheimer chiếm đến khoảng 60-65% và khoảng 15% là 15-20% đó là cái sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu, tức là chúng ta biết rồi, do tiểu đường hay tăng huyết áp hay là đột quỵ đều liên quan tới cái chuyện là tổn thương các cái mạch máu, đặc biệt các cái mạch máu nhỏ, các ví mạch não, và dẫn đến cuối cùng đó là tổn thương não, kèm thêm nữa là lắng đọng các cái yếu tố như beta amyloid, rồi rối loạn các cái chuyển hóa protein tô, và cuối cùng dẫn đến đó là nó gián đoạn và cắt đứt các cái dây chuyền thần kinh, và làm cho bệnh nhân biểu hiện trên lâm sàng là sa sút trí tuệ, là gồm có rối loạn chức năng nhớ, chức năng ngôn ngữ, chức năng thị giác không gian, chức năng điều hành công việc, vân vân. Vậy chúng ta đã có hai cái bài báo cáo của hai bác sĩ Tấm Tính và bác sĩ
Hào, thì bây giờ xin mời các anh chị chúng ta có ý kiến tham luận. Có thể các anh chị đặt câu hỏi trên cái chatbook hoặc là phát biểu. Xin mời chị Trình Thị Mai Linh. Dạ thưa thầy, cho em hỏi ạ. Bệnh nhân của em một bệnh nhân 85 tuổi mà sau nhồi máu não thì bệnh nhân bị nuốt, bệnh nhân không có nuốt được nữa và nội soi dạ dày tá tràng thì bình thường. Vậy ở trong trường hợp này thì không biết em xin ý kiến thầy xử lý như thế nào ạ? Thật ra bệnh nhân mà rối loạn nuốt đó cái này không phải do bệnh dạ dày mà cái này là biểu hiện của đột quỵ, bởi vì rối loạn nuốt là một triệu chứng của đột quỵ mà. Và cái di chứng rối loạn nuốt là một trong những cái biểu hiện rất thường gặp ở bệnh nhân sau đột quỵ, và đây là một vấn đề gọi là khả năng giải đó. Hiện tại xử trí chúng ta chủ yếu vẫn là cái bởi vì chúng ta bắt buộc phải đảm bảo với dinh dưỡng, thành ra chủ yếu đó là đặt sống dạ dày, nuôi dưỡng, và sau đó là nếu mà bệnh nhân sống dạ dày không đặt được thì chúng ta bắt buộc phải làm mở sống dạ dày, mở thống dạ dày. Tuy nhiên rằng hiện tại tại các cái đơn vị và các bệnh viện lớn á, thì có đơn vị phục hồi chức năng, ở trong đó có phục hồi chức năng về rối loạn nuốt, rối loạn nuốt thì có hai vấn đề. Một đó là các cái bài tập phục hồi chức năng, hai nữa là cách sử dụng các cái thức ăn phù hợp cho bệnh nhân. Ví dụ cho mình cho bạn ví dụ đơn giản là ví dụ nước uống, thì thay vì mình uống nước lọc đưa vô gọi là bệnh nhân nuốt không có, bởi vì do yếu liệt các cái, thứ nhất là tổn thương dây kinh số 9, thứ hai là yếu liệt các cái cơ vùng hậu họng, thành ra cái trương lực của cơ hỏng mạnh nên khi nuốt á là bệnh nhân không nuốt chủ động được, khi thành ra khi nếu chúng ta đổ vào đó dịch lọc thì dịch nó sẽ chạy tự nhiên và bệnh nhân sẽ bị sặc, vô bộ sặc. Thành ra là người ta có làm các cái chế phẩm đó là cái nước, nhưng mà làm nó kéo lại giống dạng gel, giống như là dầu ua vậy. Thành ra khi cho bệnh nhân vào thì nó sẽ thẩm thấu từ từ, bệnh nhân nuốt được, và đồng thời kích thích để bệnh nhân nuốt. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó là các cái bài tập massage tại cái vùng hậu họng này. Và thứ ba nữa, hiện tại chứ là có một cái máy này là ở bên Hàn Quốc có một số bệnh viện đã mua rồi, đó là kích thích cái vùng hậu họng này để làm cho cải thiện cái trương lực cơ tại vùng hậu họng và bệnh nhân sẽ nuốt được. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cần làm ở giai đoạn đầu nhé. Giai đoạn đầu chúng ta bệnh nhân vừa phục hồi chức năng, vừa tập nuốt và vừa làm cái kích thích bằng cái máy này. Còn nếu giai đoạn 6 á, hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta đặt sống dạ dày quá nhiều ngày, đặt lưới đặt tới dẫn đến bệnh nhân là bị phụ thuộc rồi thì rất là khó. Thành ra cố gắng hạn chế là đặt sống dạ dày, bởi vì khi chúng ta đặt sống dạ dày á là dẫn đến là bệnh nhân không còn phản xạ nuốt nữa, nên sau đó chúng ta còn rút sống ra thì bệnh nhân nuốt không được nữa, nên như cố gắng tập càng sớm càng tốt. Tuy nhiên một số bệnh nhân cũng đáp ứng, một số bệnh nhân đáp ứng rất tốt, nhưng một số bệnh nhân á tình trạng liệt nặng quá, và đặc biệt là người lớn tuổi, bản thân người lớn tuổi mà 60-80 tuổi là trương lực tất cả các cơ nó đều yếu rồi, nên khả năng phục hồi rất là kém. Do đó nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận là nuôi dưỡng qua đường ống sống dạ dày, hoặc qua đường tĩnh mạch, hoặc là qua đường là mở gọi là gastrectomy, là mở cái thông dạ dày để nuôi dưỡng thôi. Rồi xin cảm ơn bác sĩ Linh. Dạ, mời câu hỏi khác. Rồi trong khi chờ đợi các câu hỏi khác thì mình cũng xin nói một xíu về cái giá trị các tháng điểm này. Chúng ta biết bây giờ hiện tại chúng ta có rất nhiều cái tháng điểm lâm sàng để đánh giá bệnh nhân đột quỵ, thì trong đó có những tháng điểm người ta gọi là pre-hospital scale, tức là các tháng điểm đánh giá trước khi nhập viện, và các tháng điểm gọi là in-hospital scale, tức là đánh giá tại viện, tức là tại emergency, tức là tại cấp cứu. Thì cả cái tháng điểm mà đánh giá trước viện chúng ta có cũng khá nhiều, đó là các tháng điểm để nhận diện là triệu chứng bệnh nhân có phải là đột quỵ hay không. Ví dụ tháng điểm FAST hoặc là tháng điểm Rossier vân vân.
thì có nghĩa là chi chủ yếu dựa vào một đó là méo miệng, hai là yếu tay chân và ba là nói rối loạn ngôn ngữ. Thứ ba cái đó là đủ tiêu chuẩn để chúng ta nhận định bệnh nhân có hay không có đột quỵ và chúng ta chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên cái vấn đề hôm nay là chúng ta đang nói đến là các triệu chứng đột quỵ rồi, nhưng mà các triệu chứng nào là gợi ý là bệnh nhân bị tắc mạch máu lớn. Thì chúng ta biết mạch máu lớn nghĩa là gì? Nghĩa là các cái mạch máu mạch máu mà kích thước lớn, mà chúng ta biết rồi, chúng ta biết là từ tim chúng ta sẽ có máu sẽ đi theo cái chúng ta có bên này có động mạch dưới đo phía bên bên trái, và có động mạch cạnh phía bên trái, động mạch cạnh trung bên trái, bên này là gì, thân cạnh tay đầu, và động mạch cạnh trung bên phải. Thì động mạch cạnh trung khi lên ngang bờ trên xuống giáp sẽ chia làm hai nhánh, là nhánh động mạch cạnh ngoài và động mạch cạnh trong. Động mạch cạnh trong sẽ đi lên và cho ra hai nhánh tầng, là động mạch não trước và động mạch não giữa. Còn ngoài ra thì từ động mạch dưới đo và động mạch đục thân động mạch chí chí đó thân cạnh tay đầu thì cho ra hai động mạch phía sau này là hai động mạch cuộc sống thân nền. Động mạch cuộc sống thân nền chạy phía sau và lên ở vùng thân nào và tiểu nào thì nó cho ra nhánh tầng là động mạch não sau. Đồng thời nó cho ra các cái động mạch xuyên đi vào chi phối cho thân nào, tức là gồm có cuộn nào, câu nào, hành nào, và cả cái động mạch của tiểu nào, tức là động mạch tiểu nào trên, động mạch tiểu nào trước dưới và động mạch tiểu nào sau dưới. Vậy thì tắc động mạch lớn được định nghĩa đó là các vị trí tắc ở đâu ạ? Một đó là tắc động mạch cạnh trong. Hai là tắc động mạch não giữa đoạn M1, tức là đoạn vừa chia đôi động mạch não trước, động mạch não giữa. Thứ ba là động mạch chi? Ba là động mạch não, động mạch đột sống, tức là động mạch nền, động mạch nền. Nha. Thì để mình coi thì mình có thể share được cái video clip này cho các bạn. Xin lỗi, cái không chia sẻ được các bạn ơi, được rồi. Bây giờ mình sẽ nói các bạn hết, thì cái vấn đề là bây giờ các cái tháng điểm đánh giá thì người ta dựa vào cái gì? Đó là thứ nhất là khi tắc các mạch lớn, đó là tắc ở động mạch cạnh trống hay đoạn M1, động mạch não giữa hay động mạch nền, thì các bạn biết là nó liên quan tới chi phối giải phẫu. Bởi vì các bạn biết đơn cử đó là động mạch não
đoạn M1 của động mạch não giữa, thì các bạn biết động mạch não giữa nó chi phối toàn bộ bán cầu đại não. Mà lúc nãy bài trên bài của bác sĩ Tấm Tĩnh có nói là người ta biết là bán cầu đại não, thì bán cầu đại não thì động mạch não giữa chi phối gần như mặt ngoài bán cầu đại não, và trong đó chúng ta có cả cái vùng giống như là thị trạng, thì có cái vùng thứ nhất là cảm xúc từ điều chỉnh, rồi cả cái vùng mà chức năng cao cấp, rồi thứ hai nữa là vùng broca, thứ ba nữa là vùng quay mắt đầu, thứ bốn nữa là vùng vận động nguyên phát, thứ năm là vùng cảm giác nguyên phát, thứ sáu là vùng hiểu lời, thứ bảy là vùng là cái vùng gọi là thị giác, tức là cái liên quan tới cái tiết thị, giải thị và tiết thị, và cuối cùng nữa là ở thùy thái dương, đó là vùng trí nhớ. Thì tuy nhiên trong những cái này thì những cái chức năng lớn đó là một là chức năng vận động vùng vọng não diện số 4, thứ hai là vùng quay mắt đầu, và thứ ba nữa là cái tiết thị tức là liên quan tới cái chuyện gọi là cái thị giác. Vậy thì bệnh nhân biểu hiện trên lâm sàng chúng ta có thang điểm Vann là đánh giá gì? Đó là Vann là V là visual, mà A là aphasia, và tiếp theo nữa là N là neglect. Neglect là sơ đồ nhận biết cơ thể. Mất nhận biết cơ thể nghĩa là bệnh nhân chỉ nhận được là cơ thể họ là một nửa thôi, họ không nhận ra nửa bên kia. Ví dụ các anh chị bảo bệnh nhân đưa hai tay lên thì họ sẽ đưa cái một tay thôi, còn tay bên kia người ta không đưa. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ bảo bệnh nhân đưa hai tay lên thì bệnh nhân đưa tay phải thôi, còn tay trái không đưa lên. Bảo vì sao không đưa lên, người ta bảo là bên đó không phải tay của người ta, tức là người ta không nhận ra được cái sơ đồ cơ thể của mình. Đấy, thì tiếp theo nữa đó là gì? Hiện tại chứ có khá nhiều cái thang điểm đánh giá, như chúng ta có thang điểm Vann, thang điểm RAS, thang điểm LED, thang điểm LEM, thang điểm BISS, thang điểm CPSS. Thì tất cả thang điểm này cùng dựa vào các triệu chứng lâm sàng liên quan tới tắc mạch lớn và biểu hiện các triệu chứng. Nhưng mà trong này thì cho đến bây giờ theo nghiên cứu mới nhất công bố vào tháng 2 năm 2021, thì cái thang điểm Vann vẫn chiếm được cái độ nhạy đến 100%, so với thang điểm RAS là tầm 85%, thang điểm LED 69%, thang điểm LEM là 81%, thang điểm BISS là 67%, và thang điểm Cincinnati tức là CPSS là 83%. Rồi vậy thì thang điểm Vann này chúng ta đánh giá khi nào? Thang điểm Vann này chúng ta đánh giá khi bệnh nhân vừa đến khoa đột quỵ hoặc là đến cấp cứu. Đến cấp cứu chúng ta đánh giá như lúc này là video clip mà bác sĩ Tấm Tĩnh có giới thiệu, là chúng ta đánh giá để có thử liệu là bệnh nhân có biểu hiện này không, để nghi ngờ tắc mạch lớn. Và khi tắc mạch lớn chúng ta sẽ làm gì? Tất nhiên là chúng ta cho bệnh nhân chụp CT scan trước, và CT scan cũng có thể năng chúng ta chụp không thấy tổn thương, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta loại trừ nhồi máu não, mà chúng ta càng củng cố là bệnh nhân nhồi máu não, bởi vì có thể chụp sớm quá không thấy, và sẽ đặt ra vấn đề đó là gì, là bệnh nhân có chỉ định tiêu sợi huyết hay không, hay là can thiệp lấy huyết khối. Thì bây giờ trong cái tắc mạch lớn thì xử trí tắc mạch lớn thì như thế nào? Thì cho đến bây giờ thì tắc mạch lớn khuyến cáo mới nhất 2021 về xử trí điều trị và đột quỵ cấp và dự phòng thì vẫn nói rằng nếu bệnh nhân đến trong giờ vàng, tức là dưới 4,5 giờ, thì bắt buộc cho dù tắc mạch lớn hay tắc mạch nhỏ đều phải làm tiêu sợi huyết, mặc dù cho dù là cái trung tâm đột quỵ đó có đầy đủ nhân lực và có đầy đủ trang thiết bị để có thể làm can thiệp lấy huyết khối. Bởi vì sao như vậy? Trước đây thì có hai trường phái là người ta thấy rằng là gì? Là có trường phái thì nói rằng là can thiệp thì hiệu quả hơn, chứ không cần làm tiêu sợi huyết bởi vì nó sẽ mất thời gian. Trường phái thứ hai là làm tiêu sợi huyết xong rồi nếu mà chưa tải thông thì lấy huyết khối bằng dụng cụ. Thì cho đến bây giờ vừa rồi hội nghị đột quỵ châu Âu thì đã thống kê qua 5 cái nghiên cứu lớn là bắt cầu hay không bắt cầu. Thì nghiên cứu cho thấy rằng là bắt cầu có lợi hơn về cả cái tiêu chí, thứ nhất là tử vong, thứ hai là tái phát của đột quỵ. Và do đó kết luận của hội nghị đột quỵ châu Âu là bắt cầu là điều trị
hợp lý đối với những bệnh nhân mà đến trong khung giờ vàng. Còn lại những bệnh nhân tức là hiệu quả hơn điều trị bắt cầu, nghĩa là tiêu sợi huyết, sau đó là lấy khối băng dụng cụ nếu bệnh nhân chưa tái thông, so với là chỉ tái thông đơn độc. Và tất nhiên là đối với bệnh nhân là đến trong giờ vàng, tức là giờ có chỉ định tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Còn nếu bệnh nhân mà 6, 4,5 giờ thì tùy, có hiện tại thì chúng ta có hai cái nghiên cứu là nghiên cứu Dow và nghiên cứu Diffuse 2018. Thì đối với những bệnh nhân mà khởi phát 6 tức là vào viện 6, 4,5 giờ, nhưng nếu được chụp MRI hoặc là CT perfusion mà vùng tránh tối tránh sáng vẫn nằm trong cái phạm vi có thể cải thiện được. Có nghĩa là cái gì? Vùng hoại tử, tức là cái có hoại tử nó nhỏ hơn so với là vùng tránh tối tránh sáng, thì cũng có chỉ định là điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch và sau đó là lấy huyết khối. Còn nếu những bệnh nhân mà 6 giờ vàng, 4,5 giờ mà chúng ta không có điều kiện để mà làm cái MRI hoặc là CT perfusion thì có thể là lấy huyết khối bằng dụng cụ trực tiếp mà không tiêu sợi huyết. Thì đấy là cái thông tin mới nhất về cái sự trị đột quỵ tắc mạch lớn. Và cái giá trị giữa điều trị bắt cầu hay không bắt cầu, thì bởi vì rằng là gì, hiện tại như bây giờ bản thân tôi cũng share slide được cho cả anh chị, thì thành ra mình sẽ gửi cho mình sẽ tổ thư ký sẽ gửi cho lớp trưởng của từng lớp để tham khảo thêm, cũng như là cái bài của bác sĩ Tấm Tĩnh và bài của bác sĩ Hà cũng sẽ được gửi cho cả anh chị ha. Còn về vấn đề thứ hai đó là bệnh nhân sát sụp trí tuệ 6 đột quỵ, thì bây giờ làm sao người ta nhận diện sớm bệnh nhân sát sụp trí tuệ 6 đột quỵ? Đó là thứ nhất là bệnh nhân than phiền về giảm trí nhớ và giảm cả cái chức năng nhận thức. Thì chúng ta đánh giá bây giờ đơn giản nhất đó là đánh giá bằng tháng điểm Minicoc. Minicoc là gì? Là cho bệnh nhân, tức là nói cho bệnh nhân nghe 3 từ, ví dụ con mèo, cây lúa, trái banh. Sau đó đưa cho bệnh nhân một cái tờ giấy trắng và cho bệnh nhân vẽ đồng hồ. Tất nhiên là bệnh nhân phải vẽ bằng cái tay mà không có yếu liệt. Sau khi vẽ đồng hồ xong thì tất nhiên là vẽ đồng hồ là hình tròn, có kim ngắn, có kim dài và chỉ là 2 giờ 45 phút. Sau khi bệnh nhân vẽ đồng hồ xong thì chúng ta hỏi lại bệnh nhân 3 từ mà chúng ta vừa gửi cho bệnh nhân. Thì nếu mà bệnh nhân trả lời được 3 từ thì không có sát sụp trí tuệ. Nếu bệnh nhân trả lời không được từ nào thì sát sụp trí tuệ. Nếu bệnh nhân chỉ trả lời được 1 hoặc 2 từ nhưng kèm theo tét vẽ đồng hồ bất thường thì đó là sát sụp trí tuệ. Đấy, thì cách gọi là tầm soát đơn giản nhất là như vậy. Và với cái tét này thì mình chỉ mất khoảng chừng vài phút thôi có thể nhận định được bệnh nhân. Tuy nhiên để đánh giá chính xác hơn là bệnh nhân có sát sụp trí tuệ thật sự hay không thì có cả cái tháng điểm khác, nó đồ nhạy và đồ đặc hiệu cao hơn, đó là tháng điểm MMSE và tháng điểm MoCA. Trong đó tháng điểm MoCA là tháng điểm có đồ nhạy và đồ đặc hiệu tốt nhất trong cái tầm soát và gợi ý chẩn đoán lâm sàng là bệnh nhân có hay không có sát sụp trí tuệ. Còn bây giờ nếu bệnh nhân đã xác định được trên lâm sàng có sát sụp trí tuệ rồi thì chúng ta làm gì? Đó là chúng ta làm thêm một số xét nghiệm để coi thử cái nguyên nhân nằm dưới là gì, đó là kiểm tra lại CT hoặc là MRI, làm các xét nghiệm về sinh hóa, rồi coi thử bệnh nhân có mỡ máu hay không, có đường máu hay không, rồi bệnh nhân có rối loạn điện giải hay không, kiểm tra vitamin B12 hay có thiếu vitamin B12 hay không, vân vân. Và trên MRI thì trong ta giá trị như thế nào, đó là gì? Thứ nhất có nhồi máu đau hay không, có bệnh lý mạch máu nhỏ hay không, hay có téo hồi hải mã không, gợi ý là bệnh nhân bị Alzheimer. Thì từ đó sau khi xác định xong rồi, tức là chẩn đoán, bước đầu tiên là chẩn đoán có hay không có sát sụp trí tuệ, bước thứ hai là nguyên nhân sát sụp trí tuệ là gì, là do Alzheimer hay do sát sụp trí tuệ mạch máu hay do Parkinson, vân vân. Và thứ ba, bắt đầu điều trị. Vậy thì điều trị bằng cái gì? Hiện tại trên lâm sàng chúng ta có 3 nhóm thuốc điều trị. Một đó là nhóm thuốc kháng men cholinesterase, tức là kháng men cholinesterase thì sẽ làm cho acetylcholine nó tăng ở khe sau sinh nạp và nó tăng gắn vào các receptor làm tăng dần trường thần kinh giữa các neuron và từ đó sẽ cải thiện chức năng neuron thần kinh và làm cải thiện triệu chứng. Nhóm thứ hai, mà ở trong nhóm này chúng ta có cả thuốc như là donepezil, rivastigmine hoặc là cái galantamine. Nhóm thứ hai là memantin đó là ức chế cả cái thụ thể NMDA làm cho cái hạn chế
hạn chế cái dẫn truyền, tức là hạn chế dẫn truyền của glutamate là cả chất dẫn truyền thần kinh dạng kích thích, nên như làm hạn chế chết tế bào thần kinh, do đó sẽ cải thiện cái chức năng và củng cố chức năng nhận thức. Và cái nhóm thuốc thứ ba đó là nhóm thuốc neuroprotector, tức là nhóm thuốc bảo vệ tế bào thần kinh. Thì trong nhóm thuốc này chúng ta có ginkgo biloba, đặc biệt là cái nhóm mà ginkgo biloba RGB761, hai là nhóm vancomycin, thứ ba là các nhóm khác như piracetam vân vân. Thì cả cái nhóm này hiện tại cũng có các nghiên cứu nhỏ chứng minh là có hiệu quả trong điều trị, đặc biệt đó là nhóm ginkgo biloba 760 61, nha. Mà chúng ta có trên lâm sàng, ví dụ viên toán nó căng chẳng hạn, hoặc là viên tebonin, nha, không ấy. Thì ngoài ra có những phương pháp điều trị không dùng thuốc đóng vai trò rất quan trọng trong phục hồi chức năng nhận thức và trí nhớ cho bệnh nhân, đó là các cái bài tập phục hồi chức năng. Đó, thứ nhất cho bệnh nhân chơi ô chữ, rồi cho bệnh nhân chơi các cái trò chơi má xếp hình, hoặc là gì là gọi tên đồ vật, hoặc là gọi tên con vật, rồi sắp xếp theo thứ tự vân vân, rồi phân nhóm chẳng hạn. Vì chúng ta đưa cho bệnh nhân một loạt mấy chục cái hình thì lừa vào đó là phân nhóm động vật, phân nhóm gọi là các loài hóa, rồi phân nhóm là gì là cảnh vật vân vân đấy, rồi cho, hoặc là có phần mềm và trò chơi trên máy tính có thể cho bệnh nhân chơi các trò chơi xếp hình, các trò chơi đoạn ô chữ vân vân. Thì tất cả những cái đó đều giúp cho bệnh nhân cải thiện chức năng nhận thức, đặc biệt là chức năng trí nhớ ha. Thì đó là một vài cái tóm tắt về hai cái bài báo cáo của ngày hôm nay. Thì bây giờ xin mời các bạn có ý kiến nha. Bạn có thể nhắn vào trong cái chat box đi. Ok, nếu trong vòng 5 phút nữa mà không có ai có ý kiến thì tổ thư ký sẽ cho các bạn làm cái post nhé. Post test để mà kiểm tra. Không cái đầm rồi lắm rồi chứ không đúng rồi, nhưng mà vấn đề bây giờ chứ này là cái từ rồi có một câu hỏi là thầy nói thêm về nhồi máu tiêu não khả năng hồi phục tốt không. Thì thật ra là nhồi máu tiêu não là một những cái nhồi máu nặng đó, nhưng mà tùy nhá. Nếu nhồi máu bán cầu tiêu não thì thường bệnh nhân chỉ có không có yếu liệt, bệnh nhân có triệu chứng đó là thất điều thôi, và thường á mà tùy vào cái thể tích và cái khả năng hồi phục đó là có thể tương đối ổn hơn là nhồi máu thất não. Bởi vì các bạn biết rồi, nhồi máu thất não nó liên quan tới cả cái chức năng, và trong đó đặc biệt là đường đi bỏ tháp, với qua đó thì bệnh nhân cũng vừa yếu liệt mà vừa cả cái chức năng của thất não nữa, liệt các dây kinh sò đi kèm. Và đặc biệt nữa là nhồi máu thất não
rất có khả năng và rất dễ bị tụt kẹt. Nhồi máu tiểu não cũng có thể tụt kẹt, đặc biệt đó là bảng cầu tiểu não và nhồi máu não lớn nhá, bởi vì sẽ tụt kẹt qua cái lỗ chậm. Do đó trong nhồi máu tiểu não và nhồi máu thận não cần cẩn thận và chú ý bệnh nhân trong tập phục hồi chức năng cũng như là thay đổi tư thế. Tuy nhiên là thật ra cái nhồi máu, trong cái nhồi máu mà tắc mạch lớn, đặc biệt là tắc mạch sống nền á, tắc mạch nền thì bệnh nhân rất nặng nề, bởi vì mặc dù không liệt nhưng mà họ sẽ rơi vào mất ý thức liền, và cái này rất là nặng nề ha. Rồi mời lúc này có ai giơ tay phát biểu hay? Rồi mời bạn nào giơ tay phát biểu, nói đi. Dạ thầy ơi, thầy mở mic lên đi ạ. À. Ok. Có câu hỏi của một bạn là nhồi màu nào thấn nào để lại di chứng có thể hồi phục được không? Cái này tùy nè, tùy là mức độ nhồi máu nặng hay nhẹ. Nếu mà bị nhồi máu ổ khuyết thì có thể, nhưng còn nếu mà nhồi máu mà tương đối rộng thì di chứng khả năng nề và thậm chí còn nặng nề hơn á, là nhồi máu bán cầu não nữa, bởi vì cái vùng thấn não rất là nhỏ và cái đặc biệt là thứ nhất là nhỏ, mà thứ hai nữa là các mạch xuyên ở vùng thấn não lại không có cả cái anastomo, tức là không có cái nhánh nối, nên nhiều lần tổn thương á, là tổn thương gần như không hồi phục đó. Thành ra cái tổn thương thấn não thường là nặng đó, và khả năng hồi phục nó kém hơn so với bảng cầu đại não. Nên chỉ trong nhồi máu thấn não á, các anh chị nhớ này, có một cái triệu chứng đó là quay mắt đầu á, cái quay mắt đầu rất quan trọng. Quay mắt đầu là một triệu chứng gợi ý là tổn thương hoại tử hoặc là tổn thương gọi là tổn thương vùng thấn não. Rồi bây giờ bạn thư ký sẽ cho bạn thí nha. Cho bạn làm những câu hỏi post-test.